Chào các anh chị, dự án The Soul City thì tọa lạc tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tuy nhiên nó nằm liền kề với chợ Hưng Long thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một dự án đất nền lên tới 105 hecta. Thông thường thì các anh chị thấy là những dự án đất nền thường cũng không có nhiều cái tiện ích. Tuy nhiên thì tại dự án The Soul City thì chúng ta sẽ có 39 cái tiện ích nội khu. Thì video này Tuấn sẽ cùng bên chị trao đổi những cái tiện ích nội khu nổi bật tại cái dự án The Soul City. Kính thưa anh chị, nói đến dự án The Soul City thì chúng ta không thể không nói đến cái vị trí của nó. Thứ nhất là mặc dù nó nằm ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tuy nhiên nó nằm rất kế cận bên huyện Bình Chánh. Cụ thể là bên này của cái dòng kênh thì là xã Long Thượng, còn bên kia đó là xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay ngoài cái mặt đường để đi vào dự án đó là đường Đoàn Nguyên Tuấn và cao tốc Bến Lức Long Thành. Và cái tiện ích nổi trội mà theo Tuấn không phải là cái tiện ích nội khu, đó là dự án của chúng ta nó nằm ngay phía sau lưng của cái chợ Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái khu vực mà cư dân rất là sầm uất, thì chúng ta thấy nếu mà một cái dự án đất nền nằm ngay vị trí này thì cái tiềm năng tăng giá của nó rất là lớn. Ngoài ra trong cái diện tích 105 hecta của dự án The Soul City thì giai đoạn 1 là 36 hecta đất nền, thì phía bên trong này chúng ta thấy là có 54 hecta là khu vực khu công nghiệp thương mại dịch vụ. Thì như vậy thì nếu như mà khi cái giai đoạn 2 khu công nghiệp này rất nhiều công ty đã được lấp đầy vào đây, thì chúng ta thấy là dự án của chúng ta sẽ đón đầu một cái lượng cán bộ công nhân viên và công nhân làm việc ở khu công nghiệp này. Và thưa anh chị, thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt điểm tin các tiện ích nội khu của dự án. Trong cái khu vực 36 hectare của dự án thì chúng ta tạm phân loại là 4 cái khu vực. Trong phân khu đầu tiên thì chúng ta thấy là có cái tiện ích là trường mẫu giáo và cái khu trải nghiệm Montessori. Montessori là một phương pháp giáo dục đẳng cấp quốc tế của xuất phát từ Ý. Thì chúng ta tạm gọi là khu này là một khu giáo dục cao cấp dành cho tuổi mầm non. Phân khu thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái quảng trường nghệ thuật. Trong đó nổi bật là một cái sân bóng đá mini và hồ Thiên Nga. Và chúng ta sẽ có cái đường đi dạo ven sông cũng như là bến thuyền ca giác và chòi nghỉ mát. Phân khu thứ ba thì chúng ta cũng sẽ có quảng trường nghệ thuật, khu thể thao đa năng, hồ bơi tràn bờ, hồ sông thảo dược và khu vui chơi trẻ em. Ngoài ra thì ven sông chúng ta có cà phê ven sông và nhà hàng thủy tạ. Phân khu thứ tư thì đầu tiên chúng ta sẽ có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là một cái đặc điểm nổi bật tại dự án của chúng ta, sẽ có những cái trường liên cấp 1, 2, 3, bệnh viện quốc tế, sân tập golf và đặc biệt là ở đây sẽ có một trung tâm thương mại Central Mall. Thì ngoài cái chợ Hưng Long, ngoài mặt đường Đoàn Nguyễn Tuấn thì trong dự án của chúng ta còn có trung tâm thương mại. Ngoài ra thì chúng ta còn có đại lộ Thắng Lợi, đây là một cái trục mua sắm rất sầm uất ở đây. Bởi lẽ cái trục đường này với lộ giới là hơn 50m và hai dãy bên này là dãy shophouse phục vụ mua sắm cho toàn bộ cư dân ở đây. Thưa các anh chị, như vậy là Tuấn vừa điểm tin cho anh chị một số cái tiện ích nổi trội ở tại cái dự án The Soul City. Thưa các anh chị, thì The Soul City đang trong cái giai đoạn mở bán đầu tiên của cái phân lô đất nền là 36 hectare. Anh chị quan tâm dự án xin vui lòng liên hệ các số hotline, Tuấn sẽ gửi thông tin chi tiết đến anh chị và tư vấn những thông tin trực tiếp từ chủ tư. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào.